vậy? Cung đường Tây Bắc với những địa danh nổi tiếng Mộc Châu, Mường Tè, Mường Nhé, Mường Hung, Ô Quy Hồ, A Mú Sung, Bát Sát, La Bán Tẩn, Mù Căng Chải luôn là điểm đến chưa bao giờ thôi hấp dẫn dân phượt, những người thích du lịch bụi ở khắp mọi miền đất nước. Tây Bắc còn có một ý nghĩa lớn lao hơn với giới trẻ khi ở đó có cột mốc đánh dấu điểm cực Tây của Tổ quốc, nơi có tiếng gà gáy và nước cùng nghe. Mặc dù muốn đến đó phải trải qua những chặng đường gian khó, có thể nói là khó đi nhất Việt Nam. Nhóm phượt chinh phục cực Tây lần này của chúng tôi có 4 thành viên. Theo lịch trình, dự kiến chuyến đi kéo dài 9 ngày với đoạn đường hơn 1.500 km. Ngày đầu tiên xuất phát từ Hà Nội, chúng tôi qua Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nghĩa Lộ và nghỉ đêm ở Tú Lệ, nổi tiếng với thứ khoai sọ thơm ngùi. Ngày thứ hai tiếp tục qua Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Mường Rôn, Pa Uôn, tỉnh Sơn La, nghỉ đêm ở thành phố Điện Biên Phủ. Trưa hôm sau khi nạp đầy bình xăng và sơ cua thêm 2 chai xăng, chúng tôi tiếp tục lên đường từ thành phố Điện Biên, tiến vào cực Tây thuộc địa phận xã A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tháng 9, Tây Bắc đang trong mùa mưa. Là dân miền Nam, tôi không lường hết những khó khăn và chỉ đến khi tận mắt chứng kiến mới thấy thế nào là nguy hiểm. Con đường bé với những khúc cua cong vòng, xoắn ốc, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Những đoạn đường đang thi công dở dang lởm chởm đá hay xình dày. Đi được gần 50 km, hai thành viên Quốc Ấn và Giang Nam gặp tai nạn đầu tiên vì bị trượt khi ôm cua. Cũng may cả hai chỉ bị xây xát ngoài da, vỡ một số vật dụng trên xe. Chú thích luôn, hiện nay rồi. Trên con đường độc đạo vắng ngắt dài hun hút, chúng tôi bắt chuyện làm quen với anh Lò Văn Kiên, phó phòng giáo dục huyện Mường Nhé, trên đường đi công tác về. Vậy là chúng tôi có thêm người bạn đồng hành. Anh Kiên cho biết, ngã ba Mường Trà giao nhau giữa quốc lộ 12 và đường vào huyện biên giới Mường Nhé dài 150 km, trong đó có đoạn Trà Cang cao hơn 80 km, có thể xếp loại xấu nhất Việt Nam, có nhiều đoạn bị sạt lở. Thông tin trên một lần nữa khẳng định, đây luôn là hành trình gian khó nhất, hiểm nguy nhất. Tuy nhiên, nếu ai đã một lần đi phượt Chu Du Thiên Hạ thì sẽ hiểu cái cảm giác sướng khi vượt qua những cung đường gian khó, hiểm nguy nhất để đến được mục đích cuối cùng. Đó là chưa kể đến những món quà mà thiên nhiên chiêu đãi chúng tôi trong suốt chuyến hành trình. Những cảnh đẹp không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được. Bao nhiêu đó cũng đủ làm tiêu tan hết mệt nhọc và tăng thêm dũng khí cho chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Giữa núi rừng trời chiều trở lạnh, đường đi bồng bềnh trong mây và sương. Tối mịt, chúng tôi mới vào tới trung tâm huyện Mường Nhé, nghỉ lại ở nhà khách huyện khi trời đã về khuya. Đường từ trung tâm huyện Mường Nhé vào A Pa Chải cao hơn 75 km nhưng hết sức khó khăn. Đây là chặng đường quyết định nhất cho cả chuyến. Thời gian thuận lợi nhất để đến A Pa Chải là vào mùa khô, từ tháng 11 dương lịch đến tháng 4 năm sau. Khi đó con đường độc đạo đến miền cực Tây này sẽ không bị lũ cắt làm sạt núi lở đường. Nhưng bây giờ đang là giữa mùa mưa nên đường đất đỏ bị xẻ ra như thế này, trơn trượt khủng khiếp. Những con suối nước dâng cao, chảy xiết và muốn đi qua chỉ có cách duy nhất là đi bè hoặc kiêng xe qua. Một đoạn đường chưa tới 1 km, chúng tôi đã phải vượt qua 4 con suối to là Nậm Ma, suối Y Mơ Hồ, Mò Phí. Đây
Với tốc độ khoảng tầm Thầu và đến A Pa Chải mất hơn 5 giờ đi đường. Chúng tôi đến xã Xín Thầu, xã cực tây của Tổ quốc khi ánh hoàng hôn đã chìm hẳn ở phía tây. Ở đây tuyệt nhiên không có khách sạn, nhà nghỉ gì, nhưng bù lại tình cảm người dân nơi đây thì vô cùng nồng thắm. Bạn có thể xin ở nhờ tại bất cứ nhà nào trong xã. Riêng chúng tôi được gia đình chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pờ Dần Sinh mời lại ăn cơm và ngủ lại đêm. Sáng sớm chúng tôi lên đồn biên phòng 317 A Pa Chải, đóng tại bản Tá Miếu, bản cuối cùng của Việt Nam, giáp danh với nước bạn Trung Quốc. Đoạn đường chỉ 8 km nhưng phải mất hơn 2 giờ đi xe máy. Sau khi bày tỏ nguyện vọng muốn chinh phục mốc số 0, chỉ huy đồn quyết định cho người dẫn đường. Từ đây lên mốc khoảng 20 km. Người dẫn đường đưa chúng tôi lên mốc là trung sĩ Bùi Văn Bích. Anh chuẩn bị cơm muối vừng để mang theo. Chúng tôi cũng chuẩn bị một ít bánh ngọt. Đối với các chiến sĩ biên phòng thường xuyên đi tuần thì cả chặng đi về chỉ mất 4 giờ đồng hồ. Nhưng đối với những người không quen địa hình và thể lực không tốt thì quá trình leo núi này sẽ lâu và gian khổ hơn nhiều. Đi bộ hơn 2 giờ cắt qua hàng loạt những đồi ruộng bậc thang của bản Tả Miếu, chúng tôi đứng dưới chân đồi cỏ lau. Theo anh Bích, đường từ đồn lên đến mốc số 0 có thể chia làm 3 chặng. Từ đồn lên đến chân đồi cỏ lau, vượt qua đồi cỏ lau và chặng đường rừng rậm ở độ cao 1.400m. Từ đây lên đỉnh sẽ toàn là những cánh đồng chanh, dốc cao 45 độ, cỏ mọc dày, không còn thấy con đường mòn nào. Cộng thêm mây mù đang giăng kín thế này, rất dễ đi lạc qua địa phận nước bạn. Đi thôi. Nhiều đoàn vượt không cẩn thận còn bị bắt vì vượt biên trái phép và sẽ phải về bằng đường ngoại giao. Chính vì thế, chúng tôi cố bám sát người dẫn đường. Sao rồi anh? Phải lên, phải lên. Mưa. Lấy nước đi anh em ơi, lấy nước đi. Lá nào? Đấy, nào đấy, đây. Không, mình không được. Vườn rất trơn. Giờ quay lại anh. Tiếp tục hả? Nào nó khó. 11 giờ. Ăn uống bình thường, toàn đồ khô, không có canh con nước. Không phải đi lại rơi trượt lại được. Đi là thôi. Khi cả đoàn gần như kiệt sức thì kia rồi, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi biết thế nào là cảm giác hả hê, sung sướng khi chạm tay vào cột mốc này. Có vượt qua biết bao là gian khổ, khó khăn, chúng tôi càng thấy ý nghĩa tự hào khi đến được nơi này. Vậy là sau 6 giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến điểm mốc số 0 ở độ cao trên 1.860m so với mặt nước biển. Cột mốc số 0 hình lục giác, khắc ba thứ tiếng Việt Nam, Lào, Trung Quốc, nằm trên đỉnh Khoang La San, cực tây A Pa Chải, là điểm xa nhất về phía tây của Tổ quốc.
cũng là ngã ba biên giới đặc biệt của ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc, được các bên thống nhất và cắm song mốc vào ngày 27 tháng 6 năm 2005. Cột mốc được xây bằng đá hoa cương trên một bệ đỡ vuông vắn, là một cột đa giác cao 2 mét, có 3 mặt quay về 3 hướng. Mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia. Kể từ năm 2007, khi thành lập đồn biên phòng 317 A Pa Chải đến nay, đã có hơn 700 người chinh phục được mốc số 0. Dân phượt đã bầu chọn, cực Tây là cung đường của ý chí. Đúng vậy, đây thực sự là một cuộc chinh phục và khám phá. Chúng tôi đã khám phá chính bản thân mình. Đến này thì có anh Trung úy Bùi Văn Bích,